Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong clip review ngày hôm nay của mình. Thật sự là rất khó để mà ngồi với nhau làm một clip review về sản phẩm, vì hàng ngày mình công việc riêng nữa. Nhưng mà trong số rất là nhiều sản phẩm, mình chỉ chọn ra những cái sản phẩm mà mình thật sự rất là thích và hứng thú với nó. Mình cảm thấy là khách hàng của mình sẽ rất là cần cái sản phẩm này, thì mình mới dành thời gian để mình ngồi và làm clip review nó thôi. Thì hôm nay trên tay mình đây là đồng hồ ngụy trang dây sắt W20. Mình nói rồi, sản phẩm rất hay và mình nghĩ rằng khi mà mình giới thiệu tới thì rất là nhiều người sẽ cần dùng. Trong một hộp như thế này thì chúng ta luôn luôn sẽ thấy cái sách hướng dẫn của nó. Sách hướng dẫn khá là quan trọng, tuy nhiên nó chỉ có hai ngôn ngữ thôi, đó là tiếng Anh và tiếng Hoa. Bạn nào mà không đọc được hai thứ tiếng này thì có thể chịu khó lắng nghe clip của mình sẽ nói rất là kỹ, đảm bảo là khi mà nghe xong thì các bạn sẽ biết sử dụng. Trong hộp thì luôn luôn sẽ có cái sản phẩm nhân vật chính thôi, đó là chiếc đồng hồ. Một lát đến đây mình sẽ nói những cái điểm mạnh mà chiếc đồng hồ W20 này mang lại cho các bạn. Nhìn sơ thì các bạn chắc chắn là không ai nhận ra đây là một chiếc đồng hồ ngụy trang rồi. Không thể nào nhận ra được, nói thật, không thể nào nhận ra được đây là một chiếc đồng hồ ngụy trang, cho dù các bạn có nhìn gần đi chăng nữa. Rồi, một cáp sạc, chỉ vậy thôi. Tức là cái hộp sản phẩm này chỉ bao gồm 4 phần, đồng hồ này, sách hướng dẫn này, cáp sạc này, và chiếc hộp. Mình nhắc lại, đây là một cái điểm khá là quan trọng, đó là cái cáp sạc. Cáp sạc cực kỳ quan trọng luôn. Các bạn đi ra ngoài không thể nào mua được cái cáp sạc này. Nhắc lại nha, cái cáp sạc này rất là quan trọng. Các bạn ra ngoài không mua được cáp sạc này đâu, vì cái cổng của nó nhỏ lắm. Nhiều khi các bạn làm mất quay lại, mình lâu lâu mình có dư, chứ còn không thì mình cũng không có dư đâu. Như rất nhiều clip review về sản phẩm trước đây của mình sẽ nói trước khi giới thiệu sản phẩm, trước khi mà hướng dẫn các bạn sử dụng á, thì mình sẽ nêu khái quát về những điểm mạnh mà cái sản phẩm nó có. Nhìn vào cái chiếc đồng hồ trên tay mình đây thì đầu tiên các bạn sẽ nhận ra rằng là chiếc đồng hồ ngụy trang này nè, là nó khá là kín đáo, rất khó để nhận diện được nó là một, nó chứa camera trong này. Nó về độ dày nè, kích cỡ nè, thì ngoại hình nữa, tức là trang bị các nút là như thế này, thì không khác gì một cái chiếc đồng hồ truyền thống bình thường mà người khác hay mang. Một điểm nữa là cái đồng hồ ngụy trang, cái camera ngụy trang đồng hồ dây sắt này nè, W20 này nè, là nó được trang bị camera của nó là 1080 nha. Một là ngoại hình không khác gì một chiếc đồng hồ đeo tay bình thường. Thứ hai là camera được trang bị lên tới 1080. Và một điểm nữa mình chắc chắn các bạn rất là cần nó hơn những chiếc đồng hồ, chiếc camera ngụy trang khác, đó là hồng ngoại. Nhìn như thế này không thể nào các bạn nghĩ được là cái chiếc đồng hồ này được trang bị tới 3-4 hồng ngoại. Khó đúng không? Khó tin đúng không? Tại vì những cái chiếc đồng hồ, nếu mà ai mà đã tham khảo những cái mẫu khác rồi thì các bạn sẽ thấy là dòng đồng hồ đeo tay này nè, đồng hồ ngụy trang đeo tay này nè, thường là sẽ không được trang bị hồng ngoại. Nhưng mà W20 được trang bị hồng ngoại, camera tới 1080, chứ không phải là 640 hay là 320 như những cái dòng đồng hồ khác trên thị trường. Nó là 1080 này, có hồng ngoại này, kích thước được trang bị dường như không khác gì một chiếc đồng hồ đeo tay bình thường. Đó là ba điểm mạnh mà W20 có. Rồi, xong về nói về cái điểm mạnh mà cái đồng hồ này mang lại, mình sẽ giới thiệu sơ về cách hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên á là sẽ nói về cái sạc. Sạc thì các bạn để ý nha, đây nó có tới 4 nút lần này. Bây giờ trước khi vô hướng dẫn sử dụng mình sẽ nói nè. Chỗ này là cổng sạc nè. Các bạn vặn ra nè. Nè, đó. Cái cáp sạc hồi nãy á, nó chỉ vừa với cái này thôi. Nếu các bạn làm mất cái cáp sạc đó thì nó sẽ rất khó kiếm một cái cáp sạc khác có cái cổng nó bằng với cái lỗ này. Cái nút này nè, nó có một cái ron để chống nước. nó có một cái lớp ron rất là mỏng để chống nước nè. Và cái nút này khi mà các bạn làm mất các bạn cũng không kiếm lại được nha, cũng không có bán lẻ luôn, cho nên là khi sử dụng thì chúng ta phải cẩn thận những điểm đó. Mình vặn vô lại. Thời gian sạc pin thì khoảng 1,5 tiếng nha. Rồi, ba nút bên đây là như thế nào? Ba nút bên đây nè, nút trên mình sẽ tạm gọi nó là nút on off. Nút dưới này là nút mop, nút mop là nút chức năng á. Còn nút này nè, nút này là nút chỉnh đồng hồ trong này. Chỉnh đồng hồ trong này nha. Chỉnh ngày giờ rồi gì đó như một cái chiếc đồng hồ bình thường thôi. Quan trọng là nút trên với nút dưới này nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng. À, mình nói luôn, W20 có 3 chức năng riêng biệt. 1. Quay phim, 2. Chụp hình, 3. Là ghi âm. 3 chức năng này đều rất dễ sử dụng, không hề khó nha, rất dễ sử dụng. Rồi, xong cái chức năng cơ bản. Bây giờ mình sẽ nói về những cái điểm của nó nè. Các bạn nhìn kỹ vào đồng hồ nha. Mình lột cái mặt này ra cho nó dễ hướng dẫn. Nhìn kỹ vào đồng hồ, các bạn sẽ thấy nè, mắt camera nè, đèn hồng ngoại nè, được chưa? Đèn hồng ngoại nè, đèn hồng ngoại nè, đèn tín hiệu 1 nè, và đèn tín hiệu 2 nè. Nhớ nha, mắt hồng ngoại, mắt hồng ngoại nè, mắt hồng ngoại nè, mắt camera nè. Cho nên khi các bạn muốn chụp hay gì đó thì các bạn hãy hướng nó về phía đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần gọi là phần hướng dẫn sử dụng. Mình cũng sẽ nói nhanh về sản phẩm thôi, không có gì phải phức tạp cả. Bây giờ hướng dẫn sử dụng thì cách hướng dẫn đây là nút on off nè, các bạn nhấn nút on off giữ khoảng 2 giây. Khi mà đèn xanh lá với đèn xanh da trời sáng lên thì các bạn thả tay ra. Lúc này á, nó chỉ còn đèn xanh da trời thôi, đèn xanh da trời còn một mình đèn xanh da trời thôi. Các bạn muốn quay á, quay nha, các bạn nhấn vô một cái, nó sẽ chớp 2 cái nữa, rồi chớp 3 cái chứ, rồi nó sẽ tắt đèn. Lúc này đèn tắt rồi, tức là đang quay đó. Các bạn muốn lưu cái video đó, các bạn nhấn cái nữa, được chưa? Đèn xanh da trời sẽ sáng lên lại. Các bạn muốn chuyển sang chế độ khác, các bạn nhấn nút móp nè, nhấn một cái. Lúc này các bạn sẽ để ý nó sẽ có đèn xanh lá. Đèn xanh lá sáng lên tức là chế độ chụp, chế độ ghi âm, mình nhớ không nhầm, nhớ nhầm, tức là đèn xanh lá sáng lên là chế độ ghi âm. Các bạn muốn ghi âm, các bạn nhấn vô một cái, nó cũng chớp 3 cái rồi nó tắt đèn, tức là lúc này đồng hồ đang ghi âm, đang ghi âm á. Muốn lưu các bạn cũng làm tương tự, nhấn cái đèn cái sáng lên lại. Rồi các bạn nhấn chuyển sang chế độ vừa, các bạn chuyển sang chế độ chụp hình đúng không, nhấn vô một cái là đèn xanh lá nè với lại đèn xanh da trời sáng lên, là lúc này đồng hồ đang ở chế độ chụp hình. Chế độ chụp hình thì nó hơi lộ một chút là vì đèn của nó sáng vậy nè. Các bạn chụp thì các bạn nhấn vô một cái, nó chớp tắt lên sáng lên lại là nó đã chụp, vừa mới chụp một tấm ảnh rồi. Cái chế độ này mình không khuyến khích các bạn dùng vì nó rất là lộ này. Nhìn nó rất là lộ, đèn nó sáng như thế này thì nó khá là lộ liễu. Nhưng mà chế độ ghi âm hay là chế độ quay phim là rất là kín đáo, không có cái đèn nào sáng lên khi các bạn đang thực hiện chế độ đó hết. Rồi cái này là về lại quay phim nè, đèn xanh da trời quay phim nè, xanh lá là ghi âm nè, xanh lá với xanh dương là chế độ chụp hình nè, ghi âm nè, quay phim nè. Rồi tắt thì các bạn cũng nhấn giữ vậy đó, nó chớp rồi các bạn thả tay ra rồi tắt rồi đó. Các bạn muốn reset thì nhấn đồng thời giữ hai nút này để reset lại thôi, reset lại máy. Mình cũng trong này nó sẽ hướng dẫn cho các bạn khá là rõ về cách hướng dẫn sử dụng. Các bạn nếu các bạn chịu đọc thì các bạn cũng sẽ hiểu thôi. Còn một lưu ý nữa, như người ta nói là nè, khi các bạn quay được một cái video, các bạn quay được rồi video đúng không, các bạn cắm cái cáp hồi nãy á, các bạn cắm cái cáp này nè vào cái cổng này, rồi một đầu này các bạn cắm vào máy tính. nó sẽ hiện ra một cái file txt hoặc là cái file time. Cái file đó là cái file để điều chỉnh thông số cho camera. Thì các bạn vào cái chỗ đó, các bạn nhớ này, nó sẽ mở lên, thì nó sẽ mở lên cái bảng này. Đây là năm này, ngày, năm này, tháng này, ngày này, giờ, phút, giây. Vậy chỉ còn chữ y với chữ số 1 đằng sau này nó có ý nghĩa gì? Y với số 1 đằng sau này nó có ý nghĩa gì? Đây người ta có nói nè, y là cái file mà cái file video của các bạn quay lại hoặc là cái hình các bạn quay lại, nó sẽ có gắn cái biểu tượng cái thời gian lên. Tức là ví dụ như các bạn quay cái video đó vào lúc năm 2017 tháng 5 ngày 1 tháng 5 2017 đi, thì nó sẽ hiện ngày giờ lên, hiện ngày giờ lên nè. Y là nó hiện ngày giờ lên. Đó, nó hiện ngày giờ lên. Còn nếu như mà các bạn do các bạn sửa chữ y thành chữ n này nè, thì là nó sẽ không có hiện ngày giờ lên cái video hình hoặc là cái gì đó. Đó, rồi. Số 1 này nghĩa là như thế nào? Số 1 đó là cái độ phân giải của video mà các bạn chọn. Nếu các bạn chọn viết là số 1 thì nó là độ phân giải 1080p. Nhưng nếu mà là số 2 thì nó chỉ còn 720p thôi. Số 3 thì là nó là 640 x 480. Đó là cái này các bạn vào đây các bạn chỉnh, các bạn có thể cài đặt cái thông số của cái video. Rồi. Này, nút trên nút on off, nút dưới nút móc này. Còn đây là cái thông số sơ về cái đồng hồ ngụy trang đeo tay dây kim loại W20. Dung lượng pin thì nó quay được khoảng 1,5 tiếng, tức là 90 phút á. Giống như là rất là nhiều cái chiếc camera ngụy trang khác là dung lượng pin khoảng 90 phút thôi. Sạc thì cũng khoảng 1,5 tiếng là đầy. Rồi, về cơ bản là như vậy thôi. Mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn dễ hiểu nè. Một là đồng hồ camera ngụy trang này có những điểm mạnh gì? Có 3 điểm mạnh. Một là ngoại hình không khác gì một chiếc đồng hồ bình thường. Thứ hai là độ phân giải của video là 1080, không giống những những cái camera đồng hồ đeo tay khác với độ phân giải rất là thấp. 3 là nó có hồng ngoại quay đêm được. Cái hồng ngoại này nhiều bạn sẽ hỏi mình là ủa cách bật hồng ngoại như thế nào? À không, nó cảm biến luôn. Khi mà trong môi trường mà hoàn toàn thiếu ánh sáng á, thì đèn hồng ngoại sẽ tự bật. Mình đã test rồi, rất là ok. Đó là 3 cái điểm mạnh của cái đồng hồ đeo tay ngụy trang này. Muốn xem lại các file thì các bạn hãy tháo cái này ra, cắm cái cáp vô máy tính. Cắm cáp vô máy tính là để xem trên máy tính á. Cài đặt gì cũng như xem trên máy tính luôn. Như nãy mình có hướng dẫn các bạn cài đặt rồi. Đó, vậy thôi. Rồi, rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn sử dụng đồng hồ ngụy trang dây kim loại W20 của mình. Hẹn gặp lại trong một clip hấp dẫn hơn. Và mình tin rằng sản phẩm này rất là nhiều người đang cần. Vì trong cái cuộc sống hàng ngày mà chúng ta sẽ cần lưu lại những khoảnh khắc mà chúng ta xem là nó quan trọng. Vậy thôi, cảm ơn.